Namaste. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi video này của Jun. Ngày hôm nay Jun làm một video ngắn để nói về khóa học Yoga Anatomy. Rất là nhiều bạn khi mà nhìn thấy những cái bài mà Jun post lên á, để chiêu sinh cái khóa học Yoga Anatomy thì các bạn lại không hiểu là Jun đang dạy cái gì ở trong cái khóa học này, cũng như là cái thời gian khóa học này sẽ diễn ra như thế nào, cái cách thức học ra sao, rồi thì học phí nữa, cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là cái học phí nữa. Đấy, nhiều bạn thì sau khi mà Jun nhắn cái học phí thì im luôn và không có trả lời, thì Jun không biết là cái học phí này nó có cao so với cái khả năng của bạn hay không, hay là cái nội dung, hay là cái vấn đề gì, nói chung là những cái vấn đề gì mà các bạn quan tâm đến với cái khóa học mà có thể là trong cái việc là Jun viết văn nó không có được hay, và cái nội dung, cái thông điệp mà Jun muốn truyền tải đến cho quý vị á, thì nó không được rõ ràng, cho nên quý vị còn chưa hiểu, thì thôi ngày hôm nay Jun sẽ làm một cái video clip ngắn để nói. Sở trường của Jun là nói giỏi hơn là viết cho nên là đôi khi quý vị đọc mà quý vị không có hiểu những gì mà Jun viết á, mà có quan tâm thì cứ comment và nhắn tin cho Jun ha. Jun sẽ phản hồi lại cho quý vị. Và nếu như mà thật sự ra là nếu như mà học phí của khóa học mà Jun đưa ra quý vị thấy nó có quá cao đi chăng nữa thì quý vị cứ đóng góp ý kiến được chưa, rồi Jun sẽ xem xét xem nó như thế nào nha. Tại vì thật sự ra là tất cả những cái kiến thức mà mình đưa vào trong cái khóa học này nó sẽ rất là nhiều, và cái việc mà Jun sẽ hỗ trợ cho quý vị sau khóa học nữa, nên là cái khoảng thời gian nó khá là dài, cho nên là cái chi phí thì Jun đã tính toán rất là kỹ trước khi đưa ra cho quý vị. Tuy nhiên thì tùy mỗi người mỗi cảnh mà có thể là nó so với mình thì nó hơi cao. Đấy, thì quý vị cứ chia sẻ và tất cả chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau nha. Rồi, nói chung là làm sao quý vị hãy cho Jun biết rằng là cái vấn đề gì nó xảy ra mà quý vị không tham gia cái khóa học này, thì Jun với quý vị sẽ cùng trao đổi với nhau để tìm ra cái lời giải cho cái này thì nó sẽ tốt nhất nha. Rồi, đầu tiên khóa học Yoga Anatomy của Jun sẽ nói về cái gì, sẽ dạy về cái gì. Thứ nhất, trong khóa học Yoga Anatomy, Jun sẽ tập trung hướng dẫn cho quý vị hiểu về cơ thể của chúng ta dựa trên cái phần mềm giải phẫu học anatomy, phần mềm 3D có màu sắc, có hình ảnh này kia, chúng ta nhìn và những cái chuyển động của cơ bắp, chuyển động của các khớp trên cơ thể của chúng ta. Đấy, đại loại là chúng ta sẽ học về cách cảm nhận những cái nhóm cơ đang làm việc trong mỗi một cái thế tập yoga. Ví dụ như mỗi một cái thế tập yoga thì nó sẽ có những cái nhóm cơ là được kéo giãn ra trong khi chúng ta tập luyện, và cũng có những cái nhóm cơ khác là nó sẽ được tăng cường cái sức mạnh. Như vậy thì khi chúng ta tập luyện một cái tư thế, nếu như chúng ta không hiểu rõ về cái những cái nhóm cơ này, những cái nhóm cơ nào được căng giãn ra, mà chúng ta không thả lỏng những cái nhóm cơ đó ra, thì vô tình chúng ta sẽ làm cho nhóm cơ đó bị căng thẳng không cần thiết. Rồi những cái nhóm cơ được tăng cường cái sức mạnh để giúp chúng ta vô trong cái thế tập và giữ được trong cái thế tập đó đó, mà nếu chúng ta không cảm nhận được nó thì vô tình chúng ta không cung cấp được cho nó cái nguồn năng lượng cần thiết để nó giữ thế. Chính vì điều này thì tập luyện lâu ngày cái cơ của chúng ta nó dễ bị stress và căng thẳng. Giống như kiểu chúng ta làm việc nhiều mà không được cho ăn á, thì chúng ta sẽ bị đói, và đói thì chúng ta sẽ biểu tình. Cơ bắp trên người của chúng ta cũng vậy, và năng lượng được đưa vào trong cái quá trình mà chúng ta tập luyện bằng cách chúng ta hít thở, đúng không ạ? Đấy, cái này những người tập yoga thì đều biết rõ, đúng không? Trong quá trình mà chúng ta hít thở, chúng ta sẽ cung cấp cho cơ thể của mình một cái nguồn năng lượng nhất định. Và nếu như chúng ta không cảm nhận được cái vùng cơ nào cần năng lượng thì chúng ta sẽ không thể đưa vào được. Đấy, chính vì vậy thì trong cái khóa học Yoga Anatomy, Jun sẽ hướng dẫn cho quý vị hiểu rõ về
cấu trúc của cơ thể nè, hiểu về cơ xương khớp của chúng ta nó hoạt động như thế nào, nó vận hành như thế nào, rồi thì đi vào phân tích từng tư thế cụ thể. Cụ thể thì trong cái khóa học Yoga Anatomy này, chúng ta sẽ phân tích 35 asana. Chúng ta sẽ cùng phân tích tổng cộng là 35 tư thế yoga. Đấy, tư thế đơn giản có, tư thế phức tạp có. Đấy, thì mỗi một cái tư thế như vậy, chúng ta sẽ tập trung phân tích cái khớp được tác động tới trong cái thế tập này, đó là cái khớp gì, và cái cách chúng ta tập luyện như thế nào để đảm bảo cho cái khớp của mình nó được an toàn, nó gọi là cái hệ xương của mình đó. Rồi thì những cái nhóm cơ nào sẽ tham gia làm việc trong khi chúng ta thực hiện cái thế tập, những nhóm cơ nào được căng giãn, những nhóm cơ nào được tăng cường sức mạnh. Đấy, rồi cái cách chúng ta tập trung đưa cái hơi thở của mình vào những cái nhóm cơ đó như thế nào. Đấy, đó là cái chúng ta phân tích về giải phẫu học anatomy ha, là phân tích bằng phần mềm nha quý vị, có nghĩa là phần mềm giải phẫu học anatomy. Phần mềm này thì rất là nổi tiếng, quý vị cũng có thể tham khảo và mua cho mình một cái phần mềm này nha. Thì cái phần mềm này giá đâu đó là khoảng tầm gần 200 đô đó, gần 200 đô cho một cái phần mềm. Nhưng mà mua cái phần mềm về là một chuyện, còn mua cái phần mềm về để có thể đọc hiểu những cái phần, tất cả những cái nội dung trong cái phần mềm đó, thì quý vị cần có thêm cái thời gian để nghiên cứu. Thì bản thân của Jun thì nghiên cứu chắc cũng hơn 2 năm, gần 3 năm. Đó, thì mua cái phần mềm đó và Jun nghiên cứu khoảng gần 3 năm, thì tới giờ mình hiểu được cái tất cả những cái điều đó, và mình muốn chia sẻ lại cho quý vị để rút ngắn cái thời gian, giúp cho quý vị rút ngắn cái thời gian là tìm hiểu. Và dĩ nhiên là với những người có cái tư chất thông minh thì quý vị hoàn toàn có thể đọc hiểu cái phần mềm đó một cách nhanh chóng, chứ không có giống như là Jun mà mất tới gần 3 năm. Đấy, rồi đó ha, đó là cái đầu tiên ha. Nội dung chúng ta sẽ học là phân tích giải phẫu học các tư thế yoga, rồi phân tích về cơ xương là khớp, rồi phân tích về cái sự vận động của những cái nhóm cơ, những cái nhóm cơ được căng giãn, những cái nhóm cơ được tăng cường sức mạnh. Cũng giống như cái hình trên cái hình đầu tiên mà quý vị nhìn thấy trước khi và xem vào cái clip này á, cái hình mà tư thế tam giác xoạc rộng á, thì quý vị nhìn vào cái hình đó, quý vị sẽ thấy những cái nhóm cơ nó được tô những cái màu khác nhau, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Thì những cái màu khác nhau đó nó hiện diện cho từng cái chức năng của các sợi cơ. Làm sao để chúng ta cảm nhận được thì đó, chúng ta nhìn vào cái hình đó, và trong cái quá trình tập luyện thì chúng ta sẽ học cách để cảm nhận, đúng không ạ? Đấy, rồi thì cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai chúng ta sẽ được học trong cái khóa học này đó là cái gì? Đó là kỹ thuật luyện tập 35 tư thế yoga. Đấy, kỹ thuật luyện tập từ cơ bản cho đến nâng cao. Cơ bản thì bạn sẽ tập như thế nào, rồi nâng cao hơn bạn sẽ tập như thế nào, và những cái biến thể khó hơn bạn sẽ cần tập như thế nào. Và điều quan trọng là Jun sẽ giúp bạn cái gì, giúp bạn hiểu cái cơ thể của mình, để biết rằng là trong cái giai đoạn hiện tại bạn đang ở cái mức độ nào và bạn đang cần tập những cái gì để cải thiện. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Ví dụ như mỗi một cái tư thế yoga, tư thế dễ á, thì chúng ta vô rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nhưng mà những cái tư thế khó chúng ta vô không được. Như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái khiếm khuyết nhất định. Vậy thì tập cái gì để có thể xử lý những cái khiếm khuyết đó, để giúp chúng ta có thể vào tư thế một cách chuẩn, an toàn và hiệu quả? Thì cái đó là cái điều mà Jun sẽ hướng dẫn cho quý vị trong cái khóa học này. Có nghĩa là nhận biết những lỗi thường gặp và cách khắc phục những cái lỗi đó khi chúng ta học cái khóa học Yoga Anatomy này, được chưa? Đấy, rồi thêm một cái nữa, đó là cái gì, hướng dẫn cho quý vị cách để chúng ta soạn ra một cái bài tập luyện mà nó cân bằng cơ thể, tâm trí và tinh thần. Và dĩ nhiên cái phần hướng dẫn á, cái phần hướng dẫn soạn bài thì nó sẽ nằm ở trong cái khóa học nó nằm ở trong cái khóa học trực tiếp, chứ cái khóa học online thì sẽ không có. Và dĩ nhiên là trong cái khóa học online, mặc dù là nó không có, nhưng nếu như quý vị cần
hỗ trợ thì Jun vẫn sẵn sàng chia sẻ riêng cho mỗi người. Đó, đó là như vậy nha. Sự khác biệt nè ha, có hai hình thức học, một là học trực tiếp, hai là học online, được chưa? Học online thì học qua cái cách chúng ta học sẽ là học qua những cái video, những cái bài giảng mà Jun đã ghi hình lại và Jun sẽ chia sẻ cho các bạn đăng ký cái khóa học online. Đấy, được chưa? Rồi, học trực tiếp thì đến phòng tập yoga nhà Chung, chúng ta sẽ cùng thảo luận và Chung sẽ hướng dẫn trực tiếp cho quý vị, được chưa? Đấy. Rồi, nói chung là cái học trực tiếp thì nó sẽ có cái hay riêng của học trực tiếp, có nghĩa là được tương tác trực tiếp, được đặt câu hỏi ngay tại thời điểm hiện tại. Còn học online nó cũng sẽ có cái hay riêng, bởi vì học online thì nó sẽ tiện thời gian, quý vị rảnh lúc nào quý vị học lúc đó, được chưa? Đấy, quý vị học quý vị không hiểu, quý vị có thể xem đi xem lại cái bài giảng nhiều lần. Và xem riết mà vẫn không hiểu, quý vị sẽ hỏi và Jun sẽ hỗ trợ hướng dẫn lại cho quý vị. Được chưa? Đó, đó là cái lợi ích của cái việc học online. Còn lợi ích của việc học trực tiếp là được quan sát, đúng không ạ? Được làm việc với cái cơ thể thật sự của chúng ta ngay tại thời điểm hiện tại. Đấy, đặt câu hỏi, cảm nhận và chia sẻ ngay tại lớp. Đó, được chưa? Rồi, đó, đó là những cái lợi ích của cái việc học trực tiếp nha. Rồi, ok. Đấy. Rồi, cái thứ ba nữa là cái vấn đề về các bạn có một cái vấn đề là không biết cái khóa học này sẽ dành cho ai. Thì thật sự là khóa học này nó không có ngoại trừ tất cả ai cả. Bạn học yoga chuyên nghiệp hoặc là bạn học yoga không chuyên, kiểu như là tập yoga ở các lớp cộng đồng á, thì nó cũng đều rất là cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn hiểu về cái cơ thể của mình, hiểu về cơ thể là cái điều không có thừa, đúng không ạ? Khi bạn hiểu về cơ thể của chúng ta thì các bạn sẽ biết bài tập đó mình có nên đi xa hay không. Rất nhiều học viên khi đến với Chung thì nói rằng là bị đau do soạt háng quá căng, hoặc là bị đau do uốn lưng quá nhiều, tập dẻo lưng á, mà tập quá mức á. Đấy, thì tất cả những cái nguyên nhân đó nó đến từ đâu? Nó đến từ việc chúng ta chưa hiểu rõ cái cơ thể của mình, và chúng ta đưa cơ thể của mình đi xa quá mức cho phép, cho nên chúng ta mới dễ bị tổn thương. Đấy, được chưa? Thì khi chúng ta học, chúng ta hiểu rõ cái cơ thể của mình thì để giảm thiểu cái sự chấn thương xảy ra trong cái quá trình luyện tập. Chẳng hạn như cái thế tập đó mình biết đó chính là điểm yếu của mình thì mình phải tập chậm, mình tập từ từ, mình xử lý dần, được chưa? Không có bẻ ép, không để người khác chạm vào người của mình, rồi mà hầu hết những cái chấn thương đều là do người khác là đè ép trên cơ thể của chúng ta là nhiều, được chưa? Còn thêm một số nữa là do bản thân mình không có nhận diện được cái nỗi đau, cái cơn đau nó xảy ra, không biết đau như vậy là đúng hay là sai, và cứ đè tập hoài, tập hoài, tập hoài, tập hoài, riết rồi cái chấn thương càng ngày nó càng nặng, càng ngày càng nặng lên. Đó, nó là như vậy. Thì cái này nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người, những người muốn luyện tập yoga mà muốn hiểu rõ về cơ thể của mình, muốn cảm nhận tốt hơn về chính cơ thể của chúng ta, thì chúng ta nên học để chúng ta hiểu về cơ thể. Ví dụ nha, chúng lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, được chưa? Lấy một cái ví dụ trong cái tư thế rắn hổ mang, trong cái tư thế rắn hổ mang. Như vậy thì khi bạn tập tư thế rắn hổ mang, bạn cảm nhận về cái tư thế rắn hổ mang đó như thế nào? Những cái vùng cơ nào được tăng cường sức mạnh và những cái vùng cơ nào được làm mềm trong khi chúng ta tập luyện? Các bạn đã cảm nhận được hay chưa? Được chưa ạ? Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ được nghe giáo viên nói rằng cảm nhận lồng ngực của mình được mở ra và được căng giãn, đúng không ạ? Cảm nhận cái vùng cơ lưng của mình được tăng cường sức mạnh. Nhưng mà đâu có giáo viên nào người ta mô tả chi tiết cái cơ nào trên lưng, vị trí của nó nằm ở đâu, rất ít, đúng không ạ? Đấy, trừ khi bạn học chuyên sâu được chưa? Còn nếu bạn học cơ bản ở trong các lớp cộng đồng thì sẽ không có được biết những cái điều đó. Đấy, nhưng nếu như không biết thì chúng ta không thể đưa năng lượng vào cho những vùng cơ đang làm việc đó. Ví dụ như trên lưng, thì tư thế rắn hổ mang, những cái cơ ở trên lưng của chúng ta đang co rút vào để giúp nâng cái lồng ngực của mình lên khỏi sàn.
cụ thể là các cơ nào ở trên lưng. Đấy, các cơ dựng cột sống lưng. À, bây giờ thì chú nói cơ dựng cột sống, quý vị cũng chỉ biết, chỉ nghe mà biết là cơ dựng cột sống thôi, chứ đâu biết hình dáng và vị trí nó nằm ở đâu trên lưng của mình, đúng không? Rồi thì cơ thang, cơ thang, quý vị biết cơ thang nằm ở chỗ nào hay không? Đấy, rồi thì cơ trám, đó, ví dụ giống như vậy. Đấy, rồi thì cơ lưng to, đó, ví dụ nghe thì nghe biết như vậy thôi, chứ làm sao biết vị trí nó nằm ở đâu? Mà chính vì bởi vì không biết vị trí nó nằm ở đâu cho nên chúng ta không thể đưa năng lượng tới những cái khu vực đó khi nó cần. Được chưa? Dẫn đến việc là chúng ta giữ ở trong cái thế tập, chúng ta nhanh bị mỏi và thoát ra khỏi thế tập. Mà các bạn nhớ nè, tập yoga mà nếu như chúng ta thoát ra khỏi cái thế tập quá nhanh á, thì nó chỉ giống như là chúng ta đang tập thể dục để ra mồ hôi mà thôi. Được chưa? Mà các tư thế yoga cần phải được giữ lâu để kích thích vào các tuyến nội tiết ở bên trong và kích thích vào các dòng năng lượng nó chảy ở bên trong để tạo ra được một cái trạng thái cơ thể của chúng ta nó thay đổi. Được chưa? Chứ còn vô ra liên tục thì nó là tập thể dục mà thôi, để làm cho cơ thể của chúng ta nó co giãn và nó linh hoạt mà thôi, chứ nó chưa thể tác động sâu vào bên trong được đâu. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta cần phải, mỗi thế tập chúng ta cần phải giữ lại để làm chi? Để cảm nhận sự tác động vào bên trong và học cách đưa cái năng lượng, đưa cái hơi thở vào trong từng vùng trên cơ thể của mình. Rồi từ từ chúng ta kích thích các tuyến nội tiết để sản sinh ra các nội tiết tố, nó giúp cân bằng cơ thể của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta cần chú ý khi luyện tập yoga nhá. Rồi. Như vậy thì rõ ràng là cái khóa học này nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người ha. Những người muốn hiểu về chính cơ thể của mình để học cách cảm nhận tốt hơn, để tập luyện được hiệu quả hơn và an toàn hơn, biết được, khám phá được cái điểm yếu, điểm mạnh của cơ thể và biết rằng mình sẽ đi như thế nào, tập luyện như thế nào để cải thiện cái vấn đề cơ thể của mình dần lên. Được chưa? Đấy. Rồi cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta quan tâm hồi nãy lúc sáng Trung có đưa ra năm cái vấn đề mà Trung hỏi rằng là quý vị, vấn đề quý vị nằm ở đâu á. Thứ nhất là khóa học này sẽ học cái gì thì nãy giờ Trung nói là chắc quý vị biết rồi ha. Rồi cái thứ hai là thời gian khóa học này sẽ diễn ra như thế nào. Thì là khóa học, nếu mà khóa học mà trực tiếp á, học trực tiếp tại phòng tập á, thì hiện tại là Trung đang có kế hoạch là mở các lớp học trực tiếp vào cái khung giờ là thứ bảy và chủ nhật, cả ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật. Được chưa? Nhưng nếu như quý vị cảm thấy cái khung giờ này không phù hợp, quý vị có thể gợi ý cho Jun biết rằng là khung giờ nào quý vị có thể học được. Thì nếu như có nhiều người đăng ký vào cái khung giờ đó, Jun sẽ mở lớp cho quý vị ha. Ví dụ như là chúng ta muốn học vào các buổi tối trong tuần chẳng hạn, mỗi một buổi tối chúng ta học 2 tiếng đồng hồ. Đấy, thì mình sẽ học và thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, ví dụ giống như vậy, thì mình học như vậy đó. Cái thời lượng của cái khóa học này là 12 giờ. Được chưa? 12 giờ học online thì khoảng 11 giờ bao nhiêu phút đó, chứ không nhớ rõ đấy. Còn học offline, học trực tiếp thì nó thời lượng của khóa học nó là 12 giờ. Được chưa? Tổng thời lượng của khóa học là 12 giờ. Cho nên nếu như chúng ta học vào 2 ngày cuối tuần thì mình sẽ học trong một tuần là xong, là học vào thứ bảy và chủ nhật là xong cái khóa học này. Được chưa? Còn nếu như mà 2 ngày cuối tuần quý vị thấy rằng là không có muốn mà dồn lại học một lần như vậy, thì có thể tách ra là học vào buổi tối các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thì mỗi một buổi tối như vậy chúng ta sẽ học 2 tiếng đồng hồ, thì một tuần như vậy thì chúng ta sẽ học kết thúc khóa là 12 giờ. Được chưa? Còn nếu như quý vị nào ở xa không thể học trực tiếp được, thì quý vị có thể đăng ký học online, học theo video đã được biên soạn sẵn. Được chưa? Rồi thì yên tâm là khi học video như vậy thì Jun vẫn hỗ trợ cho quý vị, chứ không phải là quăng cái video rồi bỏ không muốn học sao học. Nên là quý vị đặt câu hỏi, Jun vẫn sẽ trả lời và hỗ trợ cho quý vị trong trường hợp quý vị chưa hiểu nha. Rồi đó là toàn bộ những cái nội dung mà Jun muốn chia sẻ cho quý vị.
Còn cái học phí thì dĩ nhiên cái học phí của cái khóa học online nó sẽ rẻ hơn cái học phí của khóa học trực tiếp đó. Và nó còn kèm theo những cái chính sách ưu đãi nữa, được chưa? Là nếu như mà quý vị mà phù hợp với những cái chính sách ưu đãi đó thì quý vị sẽ được giảm rất là nhiều ha. Khóa học online giảm nhiều nhất là 50%, à quên, học phí của cái khóa học online limit là 2 triệu 100 ngàn. Đấy, được giảm nhiều nhất là 50%, được chưa? Còn nếu như quý vị nào quan tâm thì cứ inbox và Jun sẽ gửi cho quý vị cái chi tiết của cái học phí này, điều kiện nào thì chúng ta sẽ được giảm 50%, đó là như vậy. Còn cái khóa học mà học trực tiếp á, được giảm tối đa là 30% và tặng kèm một cái khóa học yoga anatomy online. Nếu như quý vị đăng ký học cái khóa học trực tiếp thì Jun sẽ tặng cho quý vị cái khóa học online luôn, để dành xem lại, nói chung là để dành xem lại đó. Nếu như mình học trực tiếp thì Jun sẽ tặng cho quý vị cái khóa học yoga online, yoga anatomy online, được chưa? Để quý vị có thể tiện xem bài lại và theo dõi bất cứ khi nào. Thì cái giá cái học phí của khóa học mà anatomy học trực tiếp là 3,5 triệu đó, 3,5 triệu nha quý vị. Đấy, và được giảm tối đa là 30%. Đấy, quý vị nào quan tâm thì cứ inbox và hoặc là comment thì Jun sẽ gửi cái bản học phí này cho quý vị tham khảo nha. Đấy. Rồi, ok. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và cảm ơn quý vị đã quan tâm với các khóa học của Jun, cũng như là cảm ơn quý vị đã yêu mến và quan tâm tới những cái sự kiện của yoga nhà Jun. Xin cảm ơn và xin chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe. Namaste.